Trong phán quyết vừa được ban hành hôm nay của tòa án quận cho đặc khu Colombia đã kết luận rằng Google đã vi phạm luật chống độc quyền trong hai dịch vụ tìm kiếm và quảng cáo văn bản. Theo đó, tòa đồng ý với cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Google đã áp đảo các đối thủ cạnh tranh, duy trì vị thế độc quyền bằng cách trả hàng tỷ đô la cho các đối tác công nghệ lớn để Google được thiết lập làm công cụ tìm kiếm mặc định trên các trình duyệt web và điện thoại thông minh. Cũng theo cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ, hệ quả của những thỏa thuận này khiến công cụ tìm kiếm của Google trở thành lựa chọn đầu tiên mà người dùng tiếp cận, qua đó duy trì lợi nhuận quảng cáo cũng như hạn chế lựa chọn thay thế của người dùng. Phán quyết của tòa có thể tạo tiền đề để một phiên tòa khác xem xét các biện pháp nhằm khắc phục hành vi vi phạm của Google. Đó có thể là buộc phải chia tách công ty, hoặc là buộc Google dừng các hợp đồng, các cái thỏa thuận nhằm duy trì vị thế độc tôn trên thị trường tìm kiếm của mình. Phán quyết của tòa cũng có thể tác động đến các cái vụ kiện chống độc quyền khác của chính phủ Mỹ nhằm vào các công ty công nghệ lớn. Trước mắt thì nhiều khả năng Google sẽ kháng cáo lại phán quyết lần này của tòa. Tuấn Trung, phóng viên thường trú Đài Truyền Việt Nam từ California, Mỹ.